Để đi tới được cái ngôi nhà biệt lập phía bên kia thì con đường nó rất là lòng ngoằng. Nhưng bây giờ thì tôi phải xuống hỏi thăm một vài người dân ở đây. Tôi thấy mấy cô gái đang hình như đi cắt cỏ thì phải. Hôm nay thì thời tiết cũng vô cùng là nóng luôn. Ở đây lâu lắm rồi trời nó không mưa, rất là khô cằn, cây cỏ còn gần như là có dấu hiệu của héo rồi. Không biết là có ba cô gái ở dưới nhưng không biết là có chuyện gì, có vẻ là đang rất là vui. Em ơi, em, nhà anh nuôi mấy con bò ấy, anh muốn tìm người cắt cỏ ấy, em giúp anh được không? Hả? Được không? Được à? À rồi. Hai cô này trông có vẻ xinh xắn này. Để xem nào. Thế giúp anh cắt cỏ bò với nhá. Nhà anh nuôi nhiều bò lắm. À, không trả lời à, cứ cười đây. Hả? À, đi cắt cỏ bò à? Vâng. Thế à? Cắt ở đâu? Cắt chưa? Chưa. Thế bây giờ đi cắt đi. Hả? Bây giờ đi cắt nhá. Anh hỏi thì cái ba cái nhà tít đầu bên kia đi đường nào để sang? Yeah. Ừ. Em tên là gì? Tên là Máy. Máy à? Vâng. Thế còn em gái này? Ơ, còn một em nữa à? Vâng. Em ơi. À, anh hỏi. Máy, ba cái nhà đầu bên kia đi đường nào? Ba nhà phía kia. Ừ, ba cái nhà trên đồi kìa. Đi gần này và qua ở đây. Đi đường đất này xuống được à? Vâng. Đi cùng anh nhá. Đi không? Không đi ạ. Đưa anh lên đấy. Dạ, em đi cắt cỏ. Em đi cắt cỏ thôi à? Dạ. Ô, sao lạnh lùng thế? Ôi rồi. Tôi thấy có ba ngôi nhà biệt lập tít ở trên đỉnh núi kia nhưng mà không biết làm cách nào để có thể tiếp cận được. Mình đã loằng ngoằng từ nãy, rất là mất thời gian rồi để tìm đường đi xuống nhưng mà không tìm thấy đường. Bây giờ thì tôi đã đến một cái con đường bằng đá, trơ trọi đá, chưa được giải bê tông. Một con đường mòn kéo sâu vào bên trong những ngọn núi. Rất nhiều những chiếc xe máy của người bà con đây, họ đi làm nương, đi cắt cỏ. Cái khu vực này thì lần đầu tiên tôi tới và cảm giác nó cũng rất là yên bình, rất là đẹp ấy. Những cái đồng ngô bát ngát bao la nằm sâu dưới những chân quả núi. Một cái hình ảnh mà khác lạ so với những nơi mà mình đã từng đi tới trên đồng văn. Ây da, này, trước mắt tôi, chỗ này nó giống như kiểu một cái cổng ấy. Giống mình đi vào một cái thế giới khác ấy. Và cái thế giới ngày hôm nay tôi muốn tìm đến là ba ngôi nhà sống biệt lập ở trên đỉnh núi mà tôi đã nhìn thấy hồi nãy. Nói chung là để tiếp cận được vào cái khu vực này thì phải đi một quãng đường rất là xa và phải hỏi thăm rất là lâu, rất là vòng vèo thì có thể tới được. Cái cổng lạ, cái cổng trời này tuyệt vời quá. Cái cổng trời bằng đá tự nhiên. Wow. Hy vọng là đi qua cái cổng này, cái thế giới phía trước sẽ có rất nhiều điều thú vị đang chờ đón. Chúng người đồng bào vùng cao, đặc biệt là người đồng bào Mông thì nhà cửa của họ luôn luôn là một cái đề tài mà mình rất là tò mò. Vì có những nơi mà họ sinh sống ở những cái chỗ mà mình không thể nào mà hình dung được, không thể tưởng tượng được là vì sao mà họ lại có thể lựa chọn sinh sống được ở những cái nơi như vậy. Và có một cái điều nữa, đây đang là cái thời kỳ mà khô hạn, hạn hán kéo dài rất lâu rồi. Ở cái vùng đất này chưa có một giọt mưa nào. Tôi cũng muốn tới ba ngôi nhà đó để tìm hiểu xem mà họ lấy nước ở đâu để sinh hoạt và họ nấu nướng như nào, họ ăn kiểu gì và điều nữa là đã bao lâu rồi họ chưa tắm. Cái này là một cái mà tôi nghĩ rằng cũng rất nhiều người thắc mắc giống như mình vì trên này thiếu nước mà sống ở những cái nơi mà toàn là trên đỉnh núi rồi trên vách đá thì nước ở đâu ra mà tắm. Thì cái này ngày hôm nay mình sẽ thử tìm hiểu xem mà họ sẽ như thế nào để có thể vệ sinh cơ thể, vệ sinh cá nhân, tắm kiểu gì, bao lâu thì tắm một lần. Cái đề tài, cái chủ đề này thì nó hơi nhạy cảm một tí nhưng mà mình cũng muốn tìm hiểu vì mình tin là cũng có nhiều khán giả có những cái thắc mắc giống như mình.
Đi đi chú. Đi đi. Ôi giời. Ông chú đi cắt cỏ về đến đoạn này dừng lại mất rồi. Có cần cháu đẩy không? Đi được không? Ừ, sao đang đi tự nhiên lại dừng lại thế? Sợ cháu à? Để đi vào được những ngôi nhà phía bên trong thì con đường còn rất là dài, rất là xa. Và hầu như là toàn cái đường đã được trở như này thôi. Tôi không biết là còn con đường khác để quay về, trở về nơi đó không. Đi cái con đường này cũng hơi là gian nan đấy. Ông anh đẩy xe mãi mới vào được đến đây. Tôi bắt gặp một chị thì phải, chị gái. Hình như chị đang chuẩn bị ôm cái cỏ để mang về cho bò. Không biết là chị có phải ở cái khu nhà biệt lập mà tôi đang muốn tới hay không. Chị ơi. Chào chị nha. Chị mang cái đấy về cho bò ăn à? Thế à? Nhà chị ở chỗ nào? Nhà chị ở đâu? Nhà chị không biết á? Nhà chị ở trong này à? Đi về chưa? Chuẩn. Bao giờ mới đi về? 6 giờ. Làm gì mà 6 giờ mới về? Đi làm ấy. Thế á? Có phải nhà ở trong này không? Nhà chị ấy? Có mà. Thế à? Tôi đang nghĩ nhà chị là ở cái cụm nhà mà tôi đang muốn tới ấy. Chị năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Mình 18 tuổi rồi. Chị 18 tuổi rồi á? Thế phải gọi bằng em rồi. Đội cái mũ vào cho đỡ nắng này. Đội xem có xinh không? 18 tuổi thôi á? Ôi dồi ôi, thật á? Sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 1987. 19... bao nhiêu? 1987. 87 á? Thế mà năm nay bảo 18 tuổi. Có mà. Không phải mà. Có. 1987 mà năm nay 18 tuổi á? Vâng. Ôi dồi ôi, mới lớn à? Mới lớn à? Mới lớn à? Không biết. Thế đội cái mũ vào cho đỡ nắng nhá. Vâng. Mũ mới đấy nhá. Vâng. 1987 và năm nay 18 tuổi. Thôi chết rồi. Trên vùng cao một khi đã không nắng thì thôi, một khi đã nắng thì cũng rất là khủng khiếp. Tôi đi cũng cỡ phải 3-40 phút rồi mà vẫn chưa tới được cái điểm, cái ngôi làng biệt lập mà mình muốn tới. Khi mà nhìn từ xa thì mình thấy có khoảng 3 ngôi nhà thôi, nhưng mà đi vào gần thì trong đó cả là một khu dân cư luôn, có mấy ngôi nhà lận. À, đi hết cái đường đá xấu này thì tôi đã đến một cái đoạn đường bê tông rồi. Mọi người đã đổ ra được phía ngoài này rồi. Mùa hè ve kêu nhức cả tai. Không biết phải tiếng ve không, tiếng gì hoặc một họ của ve chăng. Rồi đến đường bê tông rồi. Ở đây thì mọi người để rất nhiều những cái chiếc xe máy như này để trên đường bê tông này. Bởi vì sót hay đi cái xe ra đường đá sót lắm. Để đây còn xe nó còn tuổi thọ nó còn dài, đi đường đá thì tuổi thọ chỉ 2-3 năm là hết cỡ. Tuyệt vời quá. Nắng chiều, gió mát hiu hiu. Mặc dù hơi nóng một chút nhưng mà cái khung cảnh rất là tuyệt vời. Chào chị nhá. Hả? Mua xi. Ồ. Chào đồng chí. Đồng chí đi làm gì đấy? Làm việc gì? Cắt cỏ á? Đồng chí cắt được cỏ chưa? Được. Đâu rồi? Cỏ của đồng chí đâu? Nhưng mà không có. Cỏ của em không có dao. Em không có dao để cắt cỏ á? Thế sao em bảo em đi cắt cỏ? Mẹ em mang dao. À mẹ em mang dao rồi à? Cháu có biết cái làng mà có mấy cái nhà sống ở trên núi này không? Dạ có. Nhà cháu ở đấy không? Không. Thế à? Từ đấy vào đấy còn xa không? Ừ.
là không sao nữa, đi bên kia thì đi trên đường lên kia thì thế đi chơi với chú không? Dạ không. Sao đưa chú đi không? Giúp đỡ người lạ tí. Mẹ bảo mẹ cho anh đi đâu đó. Mẹ đã bảo gì đâu, mẹ có ở đây đâu mà bảo. Mẹ kia. À thế à, nhưng mà mẹ đã bảo gì đâu, sao lại tự nhiên đã bảo mẹ bảo là không cho đi rồi? Hay là cô giáo dặn không được đi với người lạ? Cô giáo dặn như thế đúng không? Đúng. Ừ rồi, thế là nhớ lời cô giáo đấy. Thế cô giáo có dặn là không được ăn kẹo của người lạ không? Không. À thế à, thế ăn kẹo được không? Thế bây giờ chúng có tí kẹo gửi hai đứa nhá. Nếu mà gặp người lạ thì nếu mà cho kẹo thì vẫn nhận được cái gì? Đúng không? Cô giáo có dặn là không được ăn kẹo của người lạ không? Không. À cô không dặn đâu đúng không? Ok. Này cho cháu này. Xin ạ. Ừ, ngoan. Con bé này nữa, con bé này tên là gì nào? Ừ, này, cho cháu này. Vẫn nhút nhát lắm. Thế thôi được rồi. Cảm ơn nhá. Cảm ơn đã chỉ đường cho chú nhá. Chú cảm ơn nhá. Ừ. Nhớ lời cô giáo thế là rất là tốt đấy. Cậu bé này nói tiếng phổ thông cũng khá là tốt, mặt mũi khá là sáng sủa. À, lần đầu tôi thích là nên mùa 6 trên biên giới mà lo làm mẹ. Tôi đã gặp được mẹ cậu bé mà hình như là mẹ cậu ấy cho cậu ấy đi thì phải. Bà nó cho nó đi cùng em được không? Nó leo được dốc được không? Được. Được à? Con chị trông sáng sủa thông minh nhỉ? Học giỏi không? Không, bình thường. Bình thường á? Mẹ cho đi rồi đúng không? Được. Đi nhá. Nhưng mà có đảm bảo sức khỏe để đi không? Có. Được, đi. Tốt quá. Đấy. Nói chung là cậu bé này rất là nghe lời mẹ, rất là ngoan và cũng khá là cảnh giác với người lạ, như thế là tốt rồi. Thế cháu tên là gì? Chú tên em là Sơn. Sơn á? Được. Ủa rồi, tên đẹp thế. Thế Sơn đi học thì được học sinh gì? Tiên tiến hay là giỏi? Khá. Học sinh khá à? Đúng. Tuyệt vời quá. Cậu bé thế họ tên đầy đủ là gì? Sơn Vàng A Sơn. Vàng A Sơn. Đúng. Rồi. Thế là đảm bảo đủ sức khỏe để đi vào cái làng đấy không? Được. Thế cháu có vào đấy bao giờ chưa? Chưa. Chưa vào luôn à? Đúng. Thế là cũng lần đầu luôn hả? Đúng. Hồi hộp không? Không. Không á? Ôi dồi, chú thì rất hồi hộp đấy. Chào em nhá. Sao buồn thế? Con gái của cô à? Hả? Con gái này lấy chồng nhá? Hả? Con gái này lấy chú chồng phải. Đây là cô dâu. Con dâu của cô ấy à? À rồi, rồi, thế rồi. Con dâu ở tiếng Mông nói như thế nào? Tù nha. Tù nhang. Tù nha ti thì tự nhiên. À. Ở kia là bạn đang làm gì ấy? Lấy nước à? Đúng. Đi ra xem lấy nước đã đi. Ở đây lâu lắm rồi chưa mưa đúng không hả Sơn? Đúng. Thế là mọi người như bạn này là đang lấy nước uống thế à? Đúng. Nhưng mà làm gì có mạch nước đâu nhở? Chắc là mưa rồi nó đượn nước rồi. À mưa xong rồi nó đổ nước xuống cái hố này á? Đúng. Chào cháu nhá. Cháu lấy nước đây à? Vâng. Cháu đã lấy được nước chưa? Được rồi ạ. Nào chú xem nào. Ui rồi, cái can này đầy luôn á. Can này ai là 20 lít nhờ. Can này ui 20 lít nữa này. Đây này, đây là cái cách bạn này lấy nước này. Ui rồi, chỗ này hay nhờ, một cái vũng nho nhỏ nhưng mà lại rất nhiều nước. Thế này có bao giờ nó cạn không? Không. Không à? Cháu thử lấy lại chú xem phát thế nào, không biết là bạn ấy sẽ xoay sở như nào. Cô bé này cũng rất là xinh xắn nha, còn mặc váy rất là hiện đại luôn này. Đấy, chui xuống đó múc nước lên. Đấy, chú xem cái nước này cậu uống được luôn không? Được. Thế à? Chú xem nào. Bình thường là các cháu cũng uống nước này à? Đúng. Nhưng mà có đun lên không? Có. Cháu có đun lên không? Có. Thế à, chứ không uống trực tiếp như này à? À. Nhưng mà các bạn còn uống nước lã không? Nếu mà các bạn khác này. Có. Cũng uống à? Vâng. Nhưng mà cái này là cô giáo dạy là phải đun lên đúng không? Vâng. Để nó không bị làm sao. Đun nước lên để không bị làm đúng. Sao? Không. Không hả? Vâng. Để không bị đau bụng đúng không? Đúng. Thôi giờ cháu đi lên đi.
Cháu đi lên đi. Hay nhờ, giữa một cánh đồng ngô thôi mà trên một khu vực mà toàn núi đá thì lại có nước. Nhưng mà thôi, chắc là tôi phải trả cái nước này lại vào chỗ cũ vì nước nó hiếm, mình đang định lấy đi. Chiều chiều là mọi người đều ra đây lấy nước này à? Vâng. Nhưng mà bây giờ vấn đề là cô bé này, cháu tên là gì? Dạ, cháu tên là Phà. Phà á? Phà sẽ gùi 20 cân nước này về nhà á? Vâng. Ôi dồi ôi, Phà thử làm chú xem nào. Cháu Phà là bao nhiêu tuổi? Dạ, 14 tuổi ạ. 14 tuổi? Vâng. 14 tuổi mà gùi một cái thùng nước khoảng 20kg. Cô này chắc nặng không đến 30 cân mất. Thế Sơn thì có phải gùi nước như này bao giờ không? Có. Cũng phải gùi à? Đúng. Ai da. Sơn phải giúp Phà để mới nhấc lên được. Ôi dồi ôi. Có đứng dậy được không? Thôi đừng cố. Nhá, bình thường là vẫn phải làm như này à Sơn? Đúng. Cẩn thận để rơi xuống hố nước thì chết dở. Nhà Pà có xa không? Dạ không ạ. Ừ. 14 tuổi, gùi 20 cân nước trên vai. Khủng khiếp đấy. Thậm chí là em ấy phải đi cúi cả người ấy, thì cái bình nước nó không ngửa ra đằng sau. Ôi dồi. Em bé 14 tuổi mà đi nó phải nghiêng khoảng 45 độ thì nó mới cân bằng lại được với cái chai nước, can nước 20 cân. Mình không biết diễn tả sao nữa, nói chung là sức khỏe của các bạn vùng cao, các bạn nhỏ vùng cao thì rất là phi thường. Cố lên nhá. Này chú để kẹo trong này nhá. Còn cái này chú cho Pà nhá. Vất vả quá. Ừ, ngoan quá. Cố gắng lên nhá. Dạ. Chú phải đi trước đây. Dạ. Ừ. Tôi phải đi trước vì trời bây giờ gần 5 giờ sợ tối. Đi vào bên trong ngôi làng tối om rồi. Thôi mình đi nhanh đi Sơn nhỉ. Vâng. Đến chưa? Đường nào? Đường này. Đường này đúng không? Một con đường nhỏ kéo dài lên tít bên trên đỉnh núi. Đường này thì nhỏ hơn, tách ra từ con đường bê tông lớn. Chào ông ạ. Ông có phải nhà trong này không cháu? Không. Không à? À. Ông này. À, ông của Sơn à? À. Vâng. Ông đi lấy gì đây? Đi cắt cỏ này. À, đi cắt cỏ bò à? Vâng. Thế mà hôm nay cơ duyên nào mà gặp gần như đầy đủ gia đình Sơn rồi. Cả mẹ, cả em rồi, cả ông rồi nhỉ? Thế bố ở nhà hay bố đi làm thuê? Bố đi làm thuê rồi. Làm thuê ở đâu? Làm thuê ở Hà Nội. Hà Nội cơ à? Ừ. Thế một tháng bố gửi về cho mẹ bao nhiêu tiền biết không? Chắc một tháng 1 triệu. Một tháng gửi về cho mẹ 1 triệu? Đúng. À, gửi về cho Sơn em gái đi học này à? Đúng. Hay là để mua bò? Để đi học. À. Thế đi nhà nuôi nhiều bò một... không? Nuôi một thôi. Một con thôi à? Đúng. Ừ. Một con thì cũng nhàn, đỡ vất vả. Ở đây thì con đường này cũng mới được làm lại thôi thì phải. Và trơ trọi nhá. Ồ, wow, nhỏ rồng nữa. Hả? Mua xì. Mua xì sao rồi? Ừ. Bà lấy được nhiều cỏ đấy. Đến giờ là trâu bò đói rồi, mang về nhanh nhanh, chúng nó còn có cái ăn. Đường này cháu đã thấy họ đi xe máy vào bao giờ chưa? Đi nhiều rồi. À, đi nhiều rồi à? Đúng. Đường này vẫn đi được xe máy à? Được. Nói chung là những cái bản làng, những cái ngôi nhà mà sống ở những cái vùng đất khó khăn, những cái vùng đất mà hạn chế đi lại, những vùng đất mà tách biệt với thế giới bên ngoài thì... Những khán giả theo dõi kênh của cha thì cha cũng quá quen thuộc rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cái ngôi làng mà mình muốn tới, mình nghĩ rằng là cũng sẽ là một ngôi làng vô cùng đặc biệt đấy.
Và hy vọng là chuyến hành trình này thì mọi người cũng sẽ đồng hành với Trao đến những cái giây phút cuối cùng. Thì cái điều mình quan tâm ngày hôm nay là ở đây mọi người sẽ dùng nước như thế nào. Nước thì vừa nãy thấy bà đi lấy thì đã biết gian nan rồi, nhưng mà ở trên này nữa thì chưa biết là mọi người sẽ xoay sở như thế nào với cái mùa khô này. Để đi lên đường ngõ làng này, hành trình cũng không hề đơn giản chút nào. Ở đây tôi thấy mọi người đầu tư một cái cột đèn cao áp này, cột đèn năng lượng mặt trời này. Chỗ này có một người ngu lắm. Trong này có một người ngu lắm á? Ừ. Là như nào? Nó mang rau đi trên núi, suốt ngày đi trên núi rồi. Mang rau suốt ngày đi trên núi? Ừ. Còn mang rau đi giết người nữa. Mang rau hay là rau? Rau. Rau cỏ hay là con dao? Con dao cỏ. Không. Con dao để chém, để thái hay là gì? Con dao để chém. Ừ. Suốt ngày mang lên trên núi. Đúng. Xong mang đi giết người nữa. Đúng. Ôi dồi. Mà người đấy bị ngu á? Đúng. Nhưng mà cháu có sợ không đấy? Không, đến ngôi làng của cháu cháu không sợ đâu. Thế à? Ừ. Bây giờ mình tiếp cận ngôi làng của người đấy thì mình có phải sợ chứ? Đúng không? Ừ. Thế chú cháu mình phải cẩn thận nhá. Ừ. Cháu cũng thấy cháu, các bạn nói cháu nghe thấy. À, các bạn kể lại à? Đúng. Là có một người rất ngu. Ừ. Chuyên mang dao lên rừng. Ừ. Xong rồi đi giết người. Đúng. Ôi trời. Không biết là có nên tin lời cậu bé này không, nhưng mà căng thẳng đấy, nguy hiểm này. Nhưng mà có cậu bé tiếng Mông đi cùng thì còn an toàn hơn, dễ bề xoay sở hơn. Đéo mãi chưa đến nơi, mệt quá. À, trẻ con vùng cao đúng là sức khỏe phi thường. Tôi đuổi theo Sơn. Trên này có một ngôi nhà. Có một ngôi nhà rồi à? Đúng. À, tôi đuổi theo Sơn mà thở không ra hơi. Chú ơi, đi đường này. Đường tắt à? Đã. Ừ, đường nào cũng được. Đường này gần hơn. So với những cái bạn cùng trang lứa thì Sơn thấy cũng khá là chắc chắn, mập mạp, không gầy. Các bạn, đặc biệt là không cởi chuồng nha. Ồ, trên này mọi người trồng rất nhiều ngô. Đây là ngôi nhà đầu tiên nè. Đúng. Cháu có biết trong này có bao nhiêu ngôi nhà không? Có nhiều. 10 ngôi nhà. Đúng. Ồ. Bên kia. Ôi, có chó sủa rồi đấy. Ở trên này thì là một cái khu vực tương đối là bằng phẳng, mặc dù còn lởm chởm khá là nhiều đá và cũng rất nhiều đất để có thể trồng trọt. Cháu có biết ở đây mọi người lấy nước ở đâu để uống không? Không. Không biết à? Có vẻ như là cậu bé cũng chưa lên đây bao giờ nên là cũng không biết được nhiều thông tin lắm. Bây giờ thì hai chú cháu tôi đã bước vào phía trong ngôi làng rồi. Ngôi làng thì chỉ có một vài căn hộ thôi, mình không đếm hết được vì họ làm nhà rất là san sát nhau, không phân biệt được đâu là nhà, đâu là chuồng. Nắng chiều rất là đẹp mọi người. Ở đây đang phân vân không biết là có người lạ vào bao giờ chưa. Và cái anh mà cầm dao đi ấy người mà Sơn kể, không biết anh ở ngôi nhà nào. Nhà đây khá là nhỏ thôi, có một đường điện nhỏ từ ngoài kéo vào thì phải. Thấy khá là im lìm. À, bên trong này có các bạn nhỏ này. Vào đây nhá. Ừ, vào cụm nhà đấy luôn này. Cụm nhà to nhất đây luôn. Em có. Ôi, chạy hết rồi. Nó sợ. Nó sợ á? Kìa, các bạn chạy hết rồi kìa. Cháu ơi, mở cửa chú ơi.
Cháu ơi. Hả? Nhá rồng nữa, bò nữa. Bà đi đâu về đây? À, chị Pau à? Ơi, ai gọi mình đây? Hả? Cái gì ơ? À, ở bên đấy à? Ra bên này nhờ tí. À thế à? Thôi được rồi, thế sang bên này trước vậy. Thấy anh kia nói được tiếng Kinh. Bà chắc đi cắt cỏ về. Chào ba nhá. Ôi trên này mọi người trồng ngô rất là dày này. Xen canh với cả cây rong đao rồi cả cây rau cải nữa. Ồ, chào anh nhá. Em đi chơi mà. À chào ông ấy. Ôi dồi, thôi chào anh. Ngôi nhà của ông là nằm một mình phía bên ngoài, không nằm ở trong cụm bên kia. Mà chắc có lẽ ông là một trong những người hiếm hoi ở trong ngôi làng này nói được tiếng Kinh. À ông à. Ôi dồi ôi, nhìn từ xa lại tưởng là anh cơ. Ê, cháu chào ông à. Nhà ông đây à? Vâng. Ông đang làm gì đấy? Hái rau lợn. Hái rau lợn à? Vâng. Ông ở nhà với ai? Nhà là bà, ông ở đây có một con trai nó đi học. À, một con trai đi học rồi à? Vâng, đi học ở Nhi Lộc. À, vâng. Ở trong này có bao nhiêu nhà? Bây giờ này này có đây á? Ừ, trong này đây. Cái khu vực cái, này. Ở đây là có 6 nhà đó. 6 nhà à? Vâng. À. Ông đang mài dao à? Vâng. Ở đây thì ông lấy nước ở đâu mà uống? Nước bên này là có rửa chân tay. À, nước đấy để rửa chân tay à? Vâng, đây rửa chân tay. Thế nước này để nước xay là uống. Nước này để uống đấy à? Dạ, uống bệnh cướp này không có nước rồi. À, bẩn quá không có nước rồi à? Vâng, không có nước là bó có này này, hôm nay là không có nữa. Cháu thấy mấy cái bể bể hay có hơi bổ là như này hết luôn rồi, hai bể cạn hết rồi, ba bể cạn rồi. Hết sạch nước rồi, nhà không có. Thế bây giờ lấy nước ở đâu mà dùng? Không có cái gì nữa uống, cái gì là ở trên bên kia đó. Vâng, bây giờ trời có mưa đâu nhỉ? Bây giờ khô lá rồi, khô lá rồi để đây cái thùng. Vâng. Ông chỉ còn gia tài của ông chỉ còn bằng này nước thôi mọi người ạ. Có cái thùng nước mà ở bên dưới nó có những cái con bọ rồi, những cái con gì nó làm tổ đấy, mà thậm chí là rất là nhiều con muỗi này, con loang quăng ấy, thì nó mới sinh ra con muỗi này. Nhưng nước này ông để rửa chân tay hay là để nấu ăn? Ai rồi? Nấu cơm đấy à? Nấu cơm bằng nước này à? Vâng. Không có nước ông. Vâng, cháu biết là nó không có nước. Ở xa nó ở xa mua mù cây phú, mù cây. Ừ, chả biết ông trời nào mãi chả mưa nhỉ. Thế rửa chân tay ở đây. Vâng, ở đây thì ông đang rửa chân tay bằng nước bên này. Nói chung là tận dụng ấy nhất có thể, tiết kiệm nhất có thể nhỉ. Đấy. Thôi đi thế, thế cháu cứ để kẹo ở đây nhá. Vâng, đi thuốc này. Vâng. Đi thuốc ở đây. À, cháu không hút thuốc lào. Thế cháu hỏi nhỏ tí nhá là một bao nhiêu ông là một tuần ông tắm mấy lần? Ông hả? Ừ. Bao nhiêu tử dòng cái gì? Không, mấy ngày ông mới tắm một lần đây. Dạ, ôi, nó ta trở ra, ăn tôi chết trở ra. Không, đây là không phải tắm. Không có nước rồi. Không có nước không tắm. Thế là vâng. Một tháng ông đã tắm chưa? Không, một tuổi tắm một lần. Một tuổi tắm một lần á? Là một năm tắm một lần á? Ít khởi dân dưới rồi. Bao nhiêu? Một tuần. Một tuần là tắm một lần. À. Không có nước rồi. Vâng, thế là không có nước là một tuần thì tắm một lần. Hôm nay một tí nữa. Ừ. Cái tử nó chuyển á. Từ từ. Một tuần là cũng là một khoảng thời gian khá là lâu đấy, không phải là ngắn đâu. Bao ôi giời, mông. Thế ông ơi. Bao nhiêu tuổi rồi? Cháu 31 tuổi rồi. Thế không phải đấy. Đến 31 mà. Không phải đấy đâu, 20 hơn một tí. 22 một tí á? Hơn một tí. Hơn 20 một tí á? Dạ. Không phải đâu. Không đến 30 rồi. 32 rồi, không phải 22 đâu. Chỉ có là trẻ cấp. Trẻ quá. Dạ. Thôi cháu 32 rồi. Đấy. Thôi cháu không uống rượu nữa đâu, bây giờ cháu với không phải Sơn nhau, phải uống một tí nước. Ông rất là hiếu khách nhưng mà
cháu đi lên đây đã nhá, xong tí cháu sẽ chơi với ông. 6 mũ rồi. Vâng, cháu 32. Ông là 6 mũ rồi. Vâng. Ông rất là hiểu khách nhưng mà chưa kịp hậu dẫn, chưa kịp hậu đê rồi. Tí nữa cháu quay lại sau nhá. Vâng. Ông rất là hiểu khách nhưng mà mình phải tranh thủ qua bên này đã vì mình không có nhiều thời gian. Thế Sơn đã bảo được các bạn chưa? Được. Các bạn sợ chú quá nhỉ? Đấy, như ông là một tuần mới tắm một lần. Còn những bạn nhỏ trên này hay là những người khác thì mình thử tìm hiểu tiếp xem là nó sẽ như thế nào. Vì tôi thấy là cái ba cái hồ nước treo mà làm tận dụng những cái viên đá để xây lên thành cái hồ là cạn hoàn toàn rồi, không có một giọt nước nào rồi. Hao, nó khi ở trong lấy lỗ. Chào chị ạ. Em vào nhà chơi nhá. Ồ, cái cửa chật quá. Đây rồi. Thế sao các bạn ấy sợ chú à, chạy hết rồi. Bây giờ hết sợ chưa? Hết sợ chưa? Ôi, con chó sủa ghê thế. Em chào chị ạ. Ồ, bên trong này là một ngôi nhà bằng chiều tường đất. Chị nói được tiếng Kinh không? Hả? Nói được tiếng Kinh không? Ông bảo thẳng cho chị hả? À, không. Hay là Sơn thử hỏi em là hỏi chị, cái này nó hơi tế nhị mà tôi vẫn muốn hỏi. Thế là ở đây thì bao lâu thì chị tắm một lần? Nếu mà không có nước này. In năm một phó thì sẽ là vô tả thiết đủ đi đâu. Suốt ngày đi làm rửa cũng giống như thế thôi. Cũng là như thế là giống như nào? Chắc là ấy là đi làm xong thì mẹ thì rửa xong, rửa tắm xong thì cũng đi làm thì không có nước tắm mà đi làm suốt ngày không tắm. À tức là không tắm đúng không? À, thế còn những em nhỏ thì sao? Những em nhỏ này này. Sơn thử hỏi thế nào. Ôi, đấy bọn nó bắt đầu thò ra hết rồi. Nó vẫn rất chè này. Bao lâu thì tắm một lần nữa? Bao lâu? Không nói. Không nói à? Nói chung là chú cũng hơi tò mò, cái này nó cũng hơi tế nhị nhưng mà chú vẫn muốn hỏi. Ở phía bên ngoài này chị chuẩn bị được rất nhiều cái cây củ tươi. Sau này nó khô thì rất là dễ cho đun nấu. Nào mấy đứa ơi, Sơn ơi gọi hết các bạn ra đây nè. Đây ra đây chúng mình ăn kẹo đây. Nên là Tuấn đi à? Thế cháu tên là gì? Hà. Ôi tên đẹp thế. Thế còn cháu tên là gì? Lợi đi là Lâm Phát Thả. Hà với Ly đúng là xinh xắn luôn. Đi rủ các bạn ra sân đi, rủ các bạn ra sân đi, chú có nhiều kẹo lắm, đi. Sơn, Hà với Ly gọi các bạn đi. Bên này thì có một cái khoảng sân nhỏ nhưng mà có một cái gương rất là to. Đấy, gương thì mọi người đã hay để ở ngoài chứ không để trong nhà. Vì ở ngoài thì mới có ánh sáng để soi, còn trong nhà thì không có ánh sáng nhiều lắm. Trên này thì ánh điện nó khá là le lói. Đi, ra sân đi. Ra sân nào. Bên này có một khoảng sân khá là rộng này. Đấy. Và hầu như là những gia đình ở đây họ đều để gương ở phía bên ngoài. Đấy. Các khách đến nhà là có thể đứng đây soi gương được luôn. Ở đây có tất cả là bao nhiêu bạn nhỏ? Hả? Năm. Năm à? Tất cả là bao nhiêu bạn à? Năm bạn. Đi, Hà ra đây. Hà với gì nhỉ? Quên mất rồi. Thế ở đây là tất cả có được đi học không? Đường đi khó lắm mà. Được. Được đi học hết à? Được. À thế Hà học lớp mấy nè? Học lớp 5. Lớp 5 mà. Tôi thấy các bạn rất là ngoan và nói tiếng Kinh rất là tốt. À, này, cho Sơn nhé. Nào chú nhiều kẹo lắm, bây giờ thôi chả bóc nữa, cứ mỗi người cầm một gói ăn cho ngon nhá. Rồi, ngoan quá, này. Rồi, này. Đâu? Ôi ngoan quá, thế ai cũng biết xin à? Thế ai biết nói cảm ơn nào? Thế cu này biết nói cảm ơn chưa? Nói cảm ơn xem nào. Nói cảm ơn nào. Cảm ơn. À, rồi, rồi. Cảm ơn cho hẳn gói to này. Nào ai biết nói cảm ơn nữa thì để lấy một gói nữa nào. Ai biết nói cảm ơn nào.
Này, cho cháu thêm gói nữa này. Còn bạn nào nữa không? Còn bạn nào nữa không? À đây, còn một cậu bé rất là xinh xắn nữa này. Nói chung là những đứa trẻ ở đây thì là đi học hết à? À, và thấy cũng khá là nhanh nhẹn và biết nói tiếng Kinh nhiều hết không? Các bạn đây này, biết nói hết chưa? Không, không. Có máy móc không biết. Thế à? Là chú cho thêm này. Chú cho thêm mà chú mang nhiều lắm. Thế bác ăn đi. Bác ăn đi. Bác ăn đi. Thế ở đây thì bà lấy nước ở đâu? Em Sơn hỏi. Chế đề gì nào? Chế đề nào? Ừ. Chế đề cho nó học. Hay chế đề ấy à? Nên một cái đề học thì nó học. Bé ấy có đề học chỗ nào giàu. Bé này chỗ đề học chỗ. Ê, những cái tá hồ nào mà. Ê, ở chỗ có phải vậy phải thế? Các con đẹp tổ hồ à? Chỉ có đề học chỗ tới là cái gì? Bạn bảo là đi hồ một lớp bà lấy uống thôi. À, xuống tận cái chỗ mà lúc nãy bà lấy để lấy nước à? À. Thế lấy được nước cũng gian nan nhỉ, để trèo lên được cái chỗ, trèo xuống được cái chỗ của bà xong rồi lấy nước lên đây cũng phải dễ dàng. Thế Sơn lại hỏi giúp chú một câu nữa là bao nhiêu lâu thì bà tắm một lần? Thả thế ông cho chè, ông bảo tần cho chè mình sao? Cô ơi, cô ở đây mà chắc xô luôn à. Tôi mới chắc sôi chắc sôi luôn à. Bạn nhớ chế chắc khóc la luôn. Đây bọn ra thế thì chắc khóc la luôn à. Bà bảo là rửa tắm rồi. Nhưng mà nóng lắm. Nóng lắm á. Nghèo lắm. Nghèo lắm á. Không mà có gì. Nhưng mà đang hỏi là bao nhiêu lâu mới tắm rửa một lần cơ mà. Bà không nói. Thực sự là nói chung là nó cũng hơi tế nhị. Nhưng mà tôi cũng cố tình hỏi, nếu mà mọi người trả lời thì mình biết, còn không trả lời thì mình cũng hiểu rằng là cái chuyện tắm rửa nó cũng rất là khó khăn ở trên cái vùng mà thiếu nước và đang hạn hán như này. À này, thế cái anh mà Sơn bảo là ngu xong rồi giết người đâu? Em không biết, nhà quận đó. Thế á, thử hỏi bà xem nào. Vợ à, tù có này, có rồi chứ gì? Sợ nhỉ? Có đến đấy được không? Có vào đấy được không? Đi được. Đi nhá. Bọn này có đi được không? Không biết nữa. Chợ Sơn thử rủ xem nào. Nên này vừa một tia. Đi xem nhà chú đấy không? Bạn không cho đi. Bạn không cho đi á? Thế là bà sợ à? À không, có nghĩa là hay, có nghĩa là bên nhà kia và nhà này nó không hợp nhau mấy gì. Không hợp nhau. À, tức là sống cùng nhau một làng này nhưng mà không hợp nhau. Thì mọi người không dám lên đấy. Thế anh có hợp anh đấy không? Anh chơi kia. Ừ, có cũng không hợp mấy. Không hợp, thế thì đưa em lên đấy được không? Chỗ ấy này đưa lên chơi cũng được mà. Nhưng mà anh đi bảo vệ em đi, nhớ anh ấy có dao thì sao? À không. Thế nhưng mà thằng này nó bảo anh ấy hay cầm dao đi ấy người. À, nhưng mà cái đứa kia bây giờ nó cũng đỡ một tí. Bây giờ nó không làm như thế. Thế thôi gì? Trước thì... Thế nhưng mà em bị làm sao, em kêu to thôi, anh chạy ra cứu em nhá. Không việc gì đâu. Không việc gì đâu gì. Em có gì thì em gọi anh nhá. Vâng. Anh tên là gì? Anh tên là Cái. Anh Cái ơi, cứu em nhá. Ok nhá. Nhất trí nhá. Đi. Đi Sơn đi. Trời, khi mà về chiều thì không khí đã lắng dịu mát hơn rất là nhiều rồi. Tôi thì thực ra tôi không có sợ cái anh mà Sơn nói, mà tôi thử xem là mọi người đây phản ứng thế nào khi mà trong cái nơi ở của mình có một cái người hơi đặc biệt một chút thì mọi người sẽ sợ hay không đó. Vâng, cháu lên thăm cái anh trên này đã. Vâng. Đi. Bây giờ là ông này đó, ông này là em của ông. À, em của ông à? Vâng, đương nhiên là chị em á. Vâng. Đây là chị em á. Vâng ạ, vâng ạ. Vâng. Vâng. Chị em đây. Dạ vâng.
Nó thảm á. Sao xinh nhờ. Như có một tổ đi nè. À, nói chung là ông đang chỉ cho tôi một cái đường đi đâu đấy. Mình không biết nhưng mà Sơn có vẻ là sẽ chính xác hơn. À, cái nhà ấy đấy à? Cái nhà mà bên ngoài quây toàn bằng bạt đấy à? Thế là anh này mới ra ở nhà mới thì phải nhỉ? Nên đây có phải nhà không? Chú thấy quây toàn bằng bạt mà. Phải nhà không đấy? Phải. Phải à? À, tôi để ý thì ở cửa có một tấm vải đỏ thì chắc chắn là ngôi nhà rồi. Vì truyền thống của người Mông là ở cửa bao giờ sẽ có một cái tấm vải đỏ. Không biết anh ấy ở nhà không nhỉ? Góc với nhau chê. Nhớ. Tí lầu ơi. Hả? Có ở nhà không? Có. Có à? Chú đi trước. Chú đi trước á? Cháu có dám vào không? À, anh này á? Anh này đấy á? À. Ôi, nhà anh có điện này. À, thôi cứ vào nhá, có mọi người đây rồi không sợ. Em chào anh ạ. À, đây, có... xin chào nhá. À, đang làm gì đấy? Đang ăn cơm à? Ồ, thế là mình bao nhiêu tuổi rồi? Mình bao nhiêu tuổi rồi? Ui. Ông mà sao siêu nào? Mình có. Bao nhiêu? Nếu mà cầu dì sông. Cầu dì sông là bao nhiêu? 18. 18 tuổi à? Cầu dì sông. À, em ấy tên là gì? Tên là gì? Em cấp. Hả? Cấu. Cấu? Cấu. Cấu à? Cấu. Cấu đang ngồi ăn cơm thì phải, tôi thấy ở dưới chân em ấy có một bát cơm và một bát rau. Và tôi thấy mặt em ấy đang khá là căng thẳng. Mình cũng không dám nhìn gần nữa. Nhưng mà tôi nghĩ rằng em ấy có một chút vấn đề về thần kinh thì phải, nên là... Bây giờ nhá. Dạ. Bây giờ cháu này nó say. À, đang say rượu á? Vâng, không phải say rượu. Chả biết nó lại rượu, nó say nó bị. À, nó cứ bị thế này á? Vâng, gia đình của cháu ở đây. Cháu ở đây nó phải say. Chả biết nó lại rượu khác, nó say khác với rượu. Nhưng mà đây là đang trong trạng thái say rượu hay là... Vâng, không phải say rượu đâu. Không phải say rượu nữa à? Vâng. Nó say khát, nó làm việc khát, nó phải say bây giờ đó, không biết nói chuyện. Không biết nói chuyện? Vâng. À. Nó là gia đình cũng phải cháu ở đây. Rồi. Cho nên nó phải... không phải nói chuyện có gì. À. Làm việc khát, nó phải say khát rồi. Không phải uống rượu. Bây giờ nó không có... Cái trạng thái này đang không phải là trạng thái say rượu. Cẩn thận. Tôi giờ khá là căng thẳng. Thử tiếp cận gần em ấy một tí. Không phải say rượu đâu gì. Vâng. Nó là việc khác. Em ơi. Không nói chỉ còn. Tặng em một chút tiền mua thức ăn này. Vâng. Xin lỗi nhé. Vâng, cháu nghe chị. Cầm lấy. Bao giờ này, cháu chị nhé. Vâng. À, cảm ơn à. À rồi, ok bà, ok. Thế Thơ ngồi xuống ăn cơm đi, nằm mó đây. Đứng rồi. Nằm mó. Nằm mó đi. À, bây giờ mình mới để ý là chân em ấy làm... Ê, ngồi xuống. Hóa ra là chân em ấy đang bị xích. Như này thì để em ấy không đi ra ngoài thì phải, nhưng mà... tôi đoán rằng là em ấy đang có một chút vấn đề về thần kinh là thôi. Tôi không làm phiền cái bữa cơm của em ấy nữa. Mình đi ra thôi. Thế anh thế em ăn cơm đi nhá. Anh chào em nhá. Bố Hề đây nhá. À, bố đây à? Bố nhá. Chú là bố của em ấy à? Bố đi lại đi lần cái này. Thế nào để anh trả tự ô tự mi tốt lắm rồi ô tự nên thằn đó nè. Nó bởi anh. Tự mi tốt lắm rồi. Riêng này. Riêng ông. Bây giờ có chỉ con nó đi làm việc của các
tôi biết tốt lắm. Bây giờ nhá. Alo. Ra. Alo anh. Vâng, anh đây. Vâng. Anh vào nhà em, trai của em ạ? Nó là việc... Ừ, anh đi vào bản tham quan thì anh thấy bảo là anh vào từng nhà chơi thì anh gặp em ấy thì anh cho em ấy 100 nghìn thôi, không có vấn đề gì cả. Đúng rồi, đúng rồi, biết rồi. À, thì em cảm ơn nhá. Ừ, thì ừ. Em cũng không hợp cả nữa, em cũng không có cái gì nữa. Thế còn bố mẹ ở nhà thì ừ. Bố mẹ nấu cơ ăn cơ xong đi nhá. À, thế là ở tí thôi, anh vào thăm em ấy một tí thôi, cho em ấy chút tiền để động viên em ấy thôi, không có gì đâu em nhá. Cảm ơn. Ừ, em đang đi làm thuê ở đâu đấy? Em làm ở giữa Hà Nội ạ. À, thế à, kênh YouTube của anh là Cha Vlog nhá. Nếu mà muốn xem thì có thể vào đấy xem. Cha Vlog ạ. Cha Vlog. Cha Vlog ạ. Ừ. Vâng, em cảm ơn anh nhá. Ừ, không có gì đâu nhá. Anh hỏi thăm cậu em một tí thôi nhá. Vâng, thì có gì em gọi lại bây giờ em đi xem. Ừ, ok ok. Rồi, yên tâm nhá. Thế thôi. Anh chào gia đình nhá. Vâng. Vâng. Bây giờ nên phải uống rồi. Vâng, vâng, dạ. Đấy rồi. Thôi à, tôi cũng không muốn ấy nhiều về cái cuộc sống của em này. Nói chung là cũng có một chút vấn đề về thần kinh. Nghe như lời Sơn kể từ đầu thì cũng phải có những cái hành động rất là nguy hiểm cho mọi người xung quanh ở ngôi làng này thì mới phải xích hai cái chân vào, đúng không Sơn? Đúng. Ừ, thì thôi mình biết như vậy thôi nhỉ. Mình xem thế thôi nhá. Nói chung là chú tin lời cháu, từ đầu chú tin lời cháu. À, có một anh như vậy thì mình cũng đã gặp rồi nhỉ. Đó. Lúc đầu mình cũng khá là nghi ngờ nhưng mà đó khi mà đến chứng kiến tận nơi thì cũng thấy khá là thông cảm và thương cảm cho cậu em ở trong nhà. Ở trên này thì cái điều kiện đi lại rồi tiếp cận y tế nó khá là khó khăn nên là những cái bệnh nhân, những cái kiểu trường hợp này thì họ cũng không biết là bị làm sao thì có những cái hành động nó làm nguy hiểm cho người khác thì thôi đành phải xích vào như vậy thì để cho nó an toàn, an tâm hơn cho mọi người chứ cũng không có một cái ngược đãi gì ở đây đâu cả. Tôi đoán là như vậy, chỉ là muốn giữ an toàn cho tất cả mọi người thôi. Và gia đình cũng vẫn chăm sóc như bình thường thôi. Ở trên này cái địa hình nó cao hơn rất nhiều so với những cái ngôi làng phía dưới nên là mọi người phải làm những cái hồ treo, tôi tạm gọi là cái hồ treo, nó gọi là cái bể nước ấy. Họ sẽ vét sạch đất ở những cái phiến đá này. Đó, xong rồi họ sẽ xây gia cố thêm để nó thành một cái chỗ có thể chứa được nước. Nhưng mà như các bạn thấy là hoàn toàn không có một giọt nước nào trong này cả. Không hề có một giọt nước nào luôn. Thậm chí là người ta phải làm những cái bậc như này để lấy nước theo từng cấp độ. Nếu mà nước càng thấp thì người ta phải càng trèo xuống dưới này để lấy. Đây này, hết sạch luôn, không còn một giọt nào. Một cái hồ treo vừa tự nhiên, vừa không có nước. Ôi ôi, cuộc sống vùng cao ấy quá là vất vả. Giờ mình chỉ ước có một cơn mưa nhỉ, nhiều cơn mưa ấy nhỉ, cho kiểu Sơn tắm tẹt ga nhỉ. Ở đây cũng chả có cách nào để xây được hồ treo đúng không? Ừ. Hay chứa nước vào những cái chỗ như này này. Nước này mọi người cũng dùng để uống đấy nhỉ, đúng không? Đúng. Ừ. Bên này cũng vậy, cũng là hai cái hồ nước nữa. Toàn đá là đá này. Ui, ui, ui. Đây, ở đây còn đọng một tí thôi. Tôi còn chả biết là những con vật như là bò, gà, lợn ở đây lấy nước ở đâu mà uống. À. Chưa bao giờ mà vùng cao khao khát chờ đợi một cơn mưa đến như vậy. Mặc dù bây giờ là tháng 5 rồi. Đấy, tất cả những cái hồ treo, 4 cái hồ đều trong tình trạng cạn khô. Bên này còn sót lại một chút nhưng mà tôi nghĩ là chắc cái này cũng chả ai dùng nữa rồi nhỉ. Chả ai uống nữa rồi nhỉ. Ừ. Đi, thôi cho cháu mình đi xuống đi. Phía ngoài ngôi làng có ngôi nhà nhỏ đầu tiên mà lúc nãy tôi chưa kịp vào. Con gái anh đúng không? Có. Ừ. Ăn kẹo đi nhá. Thế cái bể nước này của anh còn không? À. Cái bình nước này của anh còn không? Không. Thế à? Ừ. Thế lâu lắm rồi là nước không được hứng từ đây xuống rồi đúng không? Ờ, đúng rồi. Đấy, anh ấy làm một cái hệ thống thì, nước. Có mưa thì có nước chảy. À, có mưa thì có nước chảy nhỉ. Làm cái hệ thống nước để cho vào đây. Tôi cứ tò mò xem cái bể của anh ấy còn nước không. Cái bình...
Em mở ra xem nhá. Ồ. Có một xíu nữa rồi. Và ở dưới đáy nó cũng khá là nhiều cặn rồi. Không còn một chút nào rồi mọi người. Thậm chí là ở trên cái vòi này, con bọ nó còn đậu ở trên vòi cơ. Chính cái bình nước mà ấy như này cũng rất nhiều những cái con long quang bọ gậy mà nó sinh ra con muỗi. Bồn thì rất là to đấy, nhưng mà nước thì lại rất là hiếm. Anh với con gái ở nhà, thế vợ đâu? Vợ là đi Trung Quốc ấy nhỉ? Vợ đi Trung Quốc á? Vợ không về nữa à? Vợ không về đâu. Thế anh ra đây xem nào? Vợ đi lâu thế. Vợ đi bao nhiêu năm rồi? Đi làm 2-3 tuổi rồi. Đi được 2-3 năm rồi á? Có. Vẫn chưa về à? Chưa. Nhớ vợ không? Không. Không nhớ vợ á? Không nhớ đâu. Không nhớ một tí nào á? Có. Sao lại thế? Vợ đi phải nhớ chứ. Còn nhớ là đi lâu thế là không nhớ rồi. À, đi lâu thế là không thèm nhớ nữa à? Ờ. Đi là 2-3 tháng thì nhớ, thì đi 3-4 tuổi thì không nhớ. À, đi 2-3 tháng thì còn nhớ. Ừ. Đi 3-4 tuổi là thôi. Ừ. À. Thôi là bây giờ bỏ thì không lấy. Bỏ là không lấy nữa. Ừ. Là một mình ở nhà nuôi con gái thôi. Ừ. Hai bố con ở nhà. Hai bố con ở nhà. Ừ. À. Cũng rất là vất vả đấy nhỉ. Ừ. Ừ. Có một cô con gái thôi đúng không? Đứa này mùi. Ừ. Con gái ăn kẹo đi. Đi học không? Con bé này được đi học không? Bây giờ đi rồi. Đi học rồi à? Bây giờ đi mua rau. À, này, cho con tiền đi học mua kẹo này. Xin chú nhé. Mồm đâu? Cháu xin thế nào? À, thì xót xơi mà. Xót xơi nhé. Thế thôi, hai bố con chăm sóc nhau nhá. Vâng. Em ăn qua hỏi thăm một xíu thôi. Vâng. Ừ, em chào anh nhá. Vâng. Ê, chú cháu mình nhảy đi. Đấy, chú cảm ơn Sơn nhá. Cháu rất là giỏi đấy. Cháu là một trong số ít những bạn nhỏ vùng cao chú gặp mà vừa thân thiện vừa ngoan mà lại còn biết nghe lời bố mẹ và biết nghe lời thầy cô. Và cũng rất biết cách giúp đỡ người lạ đấy. Thôi chú chúc cháu cố gắng học thật giỏi nhá. Vâng. Ừ. Sau này chú cháu mình lại gặp lại nhau nhá. Vâng. Ừ. Này, chú có món quà nhỏ tặng cháu nhá. Xin cầm lấy thích mua gì thì mua nhá. Vâng. Ừ, thế bây giờ chú cháu mình đi xuống thôi nhỉ. Nói chung là hôm nay có cậu bé này thì mình cũng mới có thể giao tiếp được rất nhiều với mọi người trong này, chứ không thì cũng sẽ là một chiều của mình thôi, thì nó sẽ không được khách quan cho lắm. Có lẽ là cái hành trình của mình ngày hôm nay thì cha cũng xin phép dừng chân tại đây. Hy vọng là cái trải nghiệm về một cái ngôi làng biệt lập ở một cái vùng đất xa xôi như này cũng cho mọi người có thêm nhiều những cái góc nhìn mới về cuộc sống vùng cao, đặc biệt là khi mà cái mùa khô, mùa hạn hán nó đang diễn ra thì mọi người đây sẽ xoay sở như nào, làm nào để có thể tồn tại được khi mà cái nước nó là một cái rất là thiết yếu mà lại thiếu một cách rất là nghiêm trọng như thế. Rất là cảm ơn mọi người đã luôn luôn yêu mến và đồng hành cùng Trao. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trên những chuyến hành trình tiếp theo.